Hay quá. Chấm đúng chấm luôn. Chấm đúng điểm luôn á. Đúng điểm, đó là những cái quyệt trên gương mặt á. Anh này. Đúng rồi đó. Bé nó test đúng quyệt đạo rồi đó. Rất nhẹ nhàng nha, nâng niu làn da luôn. Sau bước dưỡng da thì mình sẽ dùng che khuyết điểm. Che khuyết điểm. Vì người lớn hay thức khuya xem điện thoại. Ý thức khuya livestream bán hàng được không con? Quay qua chiếc cho cô sao. Như thế cô có quần thâm mắt. Đúng rồi. Mình sẽ dùng che khuyết điểm màu cam, mình bôi vào quần thâm mắt. Màu cam. Cô nhìn lên đi. Wow, mắt bị thâm á. Wow. Là biệt tài tỳ hàm. Bé Hà Vi, hình như bé này là ở trong cái đội hình chung với Buka hay sao á. Bậc thầy biến quá đó chị. Con bé nó đẹp quá. Cái mặt rất là fashion nha. Cái mặt này mà lớn lên mà đi làm người mẫu á. Mặt người mẫu chứ mặt hoa hậu nha. Mặt model. À đây là thời trang. Còn cái mặt của em là mặt hoa hậu nè. Cái mặt của em là mặt livestream em. Livestream. Nha cưng nha. Rất hợp nha bé Sam. Bán hàng online, nào còn đợi gì nữa. Mọi người ơi. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với menu của chương trình luôn nha. Bé Phạm Nguyễn Hà Vi, trang điểm, mẫu nhí, thiết kế tóc, stylist nhí và đáp án khác. Với gương mặt này thì gợi ý nào cũng vô nha. Căng ạ. Khó ạ. Giống quá. Như anh Thành nói, gương mặt của bé rất là fashion. Cô bé có thái độ lắm á. Biết cách biểu cảm trước ống kính. Thì cả tạo dáng tốt luôn. Vậy trong cái đó thì em thấy là cái mẫu nhí là hợp nhất á. Mẫu nhí. Hồi nãy tôi thấy súng hai cái răng. Tôi chợt nhớ cái điều này hồi nãy khi tôi coi cái clip, tôi thấy bé phát âm giọng Bắc. Mà tôi biết là bạn thân của tôi, người mẫu Xuân Lan, có một cái lớp dạy các em người mẫu ở ngoài Hà Nội. Không biết có phải là bạn này là học trò của Lala hay không? Có thể lắm. Còn Muka? Em Tết Trung Thu, Tết Trung Thu em đi chơi, em thích đi đi khắp khu vực. Đâu cần hát nhạc lên đi, anh này. Em nhạc chủ đề của Muka. Em thì em nghĩ là chắc bạn này là biết trang điểm. Tại vì hồi nãy á là bạn được người khác hóa trang. Đúng rồi. Có thể là chương trình lừa mình là bạn tự biết trang điểm, một tài năng của bạn. Nhỏ mà biết trang điểm là một tài năng giỏi mà. Con này gọi là Dương Đông kích Tây. Có thể. Đúng. Bây giờ làm sao ta? Em nghĩ là trang điểm đó. Anh Huy, có đồng ý với em không? Không em, đồng ý. Em là bậc mẫu nghi thiên hạ, à không, nữ nhi của thiên hạ. Anh chỉ là một người trợ lý thôi. Dạ. Em chọn cái gì vậy? Trang điểm. Trang điểm à? Đó là một cao kiến. Chúng tôi quyết định nghe bên kia trước. À, chị Thiến. À, chị Thiến. À, chị Thiện. Cái gì? Chị Thiện. Sao? À, bây giờ à, anh thấy à, mẫu nhí em thấy thế nào? Em cũng thấy là mẫu nhí á. Đội chúng tôi thì à, anh em rất là hòa thuận. Không có gì phải tranh cãi cả. Và chốt đáp án là mẫu lùi nhí. Lùi la bàn ra. Mẫu nhí à? Mẫu đúng. Nhí. Phải lôi la bàn ra. Còn đợi. Nhắc hiệu. Thập cẩm. Nhất trung thư, nhất trung thư. Nhân đi tư, nhân đi góc hồ bừng. Sao nó mới kêu cái tên gì kìa? Thập cẩm. Thập cẩm. Cái gì? Kêu em gì? Bánh trung thu thập cẩm. Thập cẩm đó.
Trời ơi. Từ đây về sau chứng minh nhân dân phải đều lại Nguyễn Kiều Thập Cẩm Thơ. Ok, em giữ thật vô. Em chưa đủ ghen hả? Bây giờ nè, em nghĩ là mình sẽ chọn trang điểm là tài năng của bé. Anh Huy có đồng ý với đáp án của Buka hay không? Bé đâu đó. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tài năng nhí Hà Vi. Trời ơi. Hà Vi ơi. Dạ. Dạ. Nghe ngọt dễ sợ. Hà Vi, con giới thiệu về bản thân mình cho mấy cô chú ở dưới nghe nha. Dạ. Con mấy tuổi rồi? Con 6 tuổi rưỡi. 6 tuổi rưỡi. Và tài năng của con ngày hôm nay? Tài năng của con ngày hôm nay là make up. Wow. Make up? Là dạ, trang điểm á đúng không hả? Trang điểm đúng không con? Dạ. Trang điểm, nói trang điểm đi con. Vâng ạ. Mà ngày hôm nay là con đến là con make up cho ai vậy nè? Con make up cho cô Nhi. Cô Nhi hả? Cô Nhi đâu? Vậy thì mình mời cô Nhi ra sân khấu nha cô Nhi ơi. Vậy bây giờ con bắt đầu nha Hà Vi nha. Vâng. Hôm nay con sẽ make up về chủ đề mùa đông ở má. Mùa đông ở má. Đầu tiên mình sẽ dùng kem dưỡng da. Kem dưỡng da có tác dụng làm mềm da. Trời ơi. Để trên mu bằng tay nữa chứ nha, chuyên nghiệp lắm nha. Khi mùa đông mình đánh kem dưỡng da thì mình đi ra ngoài mùa đông mình sẽ không bị khô da. Đúng rồi. Hay quá, chấm đúng điểm luôn á. Đó là những cái quyệt trên gương mặt á. Anh này. Đúng rồi đó, bé nó test đúng quyệt đạo rồi đó. Rất nhẹ nhàng nha, nâng niu làn da luôn. Sau bước dưỡng da thì mình sẽ dùng che khuyết điểm. Che khuyết điểm. Vì người lớn hay thức khuya xem điện thoại. Ý thức khuya livestream bán hàng được không con? Quay qua chiếc cho cô Sam. Như thế cô có quần thâm mắt. Đúng rồi. Mình sẽ dùng che khuyết điểm màu cam mình bôi vào quần thâm mắt. Màu cam. Cô nhìn lên đi. Wow, mắt bị thâm á thì dùng màu cam. Mắt bị bầm dùng màu gì con? Mắt lé sao màu gì con? Tiếp theo mình sẽ đánh nền. Đánh nền, kem nền, hay quá. Kem nền làm cho da mịn hơn và đều màu da hơn và sáng da. Con ơi, bây giờ cái kem nền mình trộn vô tay rồi mình xoa mà ập cái mặt ra hay sao con? Mình sẽ dùng cọ này. Chà, giống với mật ong nướng cánh gà quá ha. Đó, đánh nền bước quan trọng nè. Châu nó làm như thế cơ mà. Trời tốt. Chuyên nghiệp như đó, ta dùng mắt cái nhẹ lại đây. Mắt là phải nhẹ lại. Cái kéo mà xệ mắt của cô thì cũng được. Con ơi. Dạ. Con make up được bao lâu rồi? Con học make up được bao lâu rồi? Con học từ 4 tuổi. Học từ 4 tuổi, bây giờ là mấy tuổi rồi? Dạ. 6 tuổi rưỡi. Kinh nghiệm 2 năm trong nghề rồi đó. Giữ 2 năm trong nghề là giữ. Thế là thâm niên cao rồi đấy. Trong make up ở bước nền này là quan trọng lắm luôn á. Bước nền là quan trọng lắm, em make up cũng như vậy. Bước nền của em á, em make up là 2 tiếng đồng hồ. Thì bước nền của em phải là 1 tiếng. Trước khi ngủ em có dặm lại không? Ngủ... ta sẽ dặm đều kem nền để kem nền bằng sắc vào da. Dặm lại để kem nền bám chắc vào da. Phải dặm cái kem nền cho nền. Dặm nền. Đây là cái khuôn dặm nền. Dặm nền cho nó chắc. Tiếp theo mình sẽ đánh khối sáng. Đánh khối sáng. Mình sẽ dùng cọ này. Cọ đấy là cọ tên gì con nhỉ? Cọ đánh khối sáng. Cọ đánh khối sáng, thông minh thế. Ôi dồi, đánh khối sáng, dùng cọ đánh khối sáng nhá. Mình sẽ đánh khối sáng các vùng. Chữ T. Chữ T. Sáng. Vẽ hình
cằm. V dưới cằm. T ở trên trán, hai chữ A hai bên, V dưới cằm. Sau đó mình sẽ dùng mũi mình dậm. Dậm cho móng chắc hơn. Mình dậm nữa. À mình dậm tiếp. À bằng tay hay là bằng bông? À bông. Ừ. Bằng mút. Bằng mút chứ không phải bằng bông nha chú. À bằng mút nha. Các bác ơi bằng mút nha. Tiếp theo mình sẽ dùng phấn phủ bột. Phấn phủ bột. Phấn phủ bột làm cho kem này không bị trôi. Đó. Đó. Xong cái quét vôi này thêm lớp vẹt ni nữa là ngon. Cô Nhi thì cũng xinh đấy. Đúng rồi, da cũng đẹp nữa. Vì cọ to quá mình không thể đánh ở phần nhỏ, mình sẽ dùng bơm mình đánh một phần nhỏ. Sau khi mình phủ phấn xong thì mình tới bước gì ta? Biết lót, đến lượt là lót mắt. Xong mình sẽ đánh màu mắt. Mình muốn đánh màu gì cũng được hết hả con? Hôm nay con đánh chủ đề mùa đông mồm át nên con sẽ dùng màu... Trắng. Trắng. Xanh. Màu... Nâu. Màu... Vàng. Cam. Hồng. Tím. Đỏ. Đỏ. Màu... Lên ăn cái hộp màu luôn. Lên ăn cái hộp màu. Hình hộp ra. Màu đỏ. Màu đỏ nhũ. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. Màu nhũ nha các anh chị. Nhũ. Màu nhũ. Phải có nhũ nữa. Phải có nhũ. Cái đi tay không rõ, đi tay rất chuyên nghiệp. Con ngón út nè, kề bơ má đàng hoàng. Đấy, bây giờ vô nhũ rồi nè. Đó. Mình sẽ đánh nhũ ở phần đầu mắt. Đầu mắt. Hay quá. Con ơi, kiểu trang điểm này mình đi dạo phố hay là mình đi dự tiệc con? Anh đi mùa đông. Đi vào ngày mùa đông. Chỉ đi được ngày mùa đông thôi. Mùa đông thôi nha, mùa hè thì cũng được. Ừ. Đến kẻm, kẻm mắt. Để rồi mình sẽ làm eyeliner. Để trời làm... ơi, eyeliner này là khó vẽ lắm nha. Em là vẽ không được luôn á. Đúng rồi á, eyeliner khó vẽ lắm á. Eyeliner làm cho mắt to hơn. Wow. Rất khéo tay nha. Đến lượt là kẻ lông mày. Mình sẽ chấm vào màu nhạt. Từ má hồng. Cô cười lên. Cười lên. Cô lo sao cười được con. Cô lo lắm. Wow. Ôi xinh hơn rồi đó. Không phải. Đây là mùa đông rồi đó. Không phải đùa đâu. Lông mi giả. À còn mi giả nữa à. Chuyên nghiệp. Trời ơi, cái này người lớn dán còn đôi khi khó nha. Wow. À, giỏi à. Ra nét rồi, ra nét rồi, nét rồi. Mới thấy cô Nhi thở phào nhẹ nhõm đó. Còn con nữa cô Nhi. Còn con nữa. Cô Nhi ơi, dịu chú anh Đức không? Anh lúc nào cũng vậy, em thấy anh đi chương trình nào anh cũng đã thấy em nó đẹp. Anh Đức hết trơn á. Em nó đẹp, thấy nó ngoan hiền, định giới thiệu cho thằng bạn thân. Cuối cùng là đánh son. Mình sẽ dùng son dưỡng môi trước để làm cho môi không bị khô. Bây giờ mình sẽ đánh son đỏ cam. À cam đỏ. Bây giờ con đã make up xong cho cô Nhi. Cảm ơn con. Eo xinh thế. Trời ơi đẹp quá, đẹp luôn. Ai dạy con trang điểm vậy? Dạ mẹ. Ừ giỏi quá. Nhưng mà bây giờ là hồi nãy là cô với chú Huy đoán đúng tài năng của con là make up, còn chú Thành với chú Thiện là đoán sai.
Vậy bây giờ con có muốn phạt chú Thành chú Thiện bằng cách con make up cho chú Thành chú Thiện đúng không? Con phạt cho chú Chính Thành và chú Chí Thiện. Chiến thị là người thắng sẽ make up cho người thua. Nhìn vào hướng không, hướng vô điện ra xa xong. Ai? Con thật là dễ thương. Thiết nghĩ thời lượng chương trình có hạn, chúng ta hãy tiếp tục đi nào. Đây. Lạy la. Chúng ta phải đợi bao nhiêu thời gian nữa để cấp lại để có thể tiếp tục. Đúng rồi. Không. Hay gì tất cả những khán giả tại trường quay đợi còn cha mẹ già ở nhà, còn mẹ anh Xin, anh chị em ở nhà, anh Xin xe buýt 11 giờ sẽ hết chuyến, anh Xin thôi là những người ở xa, anh có hai sự lựa chọn. Sao cân? Đầu tiên là anh cử hai người lên đây cho hai tên make up, còn không anh được quyền bán cái chỉ thị lên thôi, anh chọn phương án nào? Em phải hiểu anh biết. Mình phải hết lòng với game show. Đúng. Em với anh cùng lên hả? Quỳ không còn đâu, còn ngồi lại làm gì? Quỳ nó muốn một người. Đây nè, đúng rồi, miếng nhũ đi, cái này nhũ nè. Không giờ rồi. Quỳ ngủ đi Quỳ. Bây giờ còn 4 người nữa, em đánh má hồng cho anh đó hả? Dạ, em làm đẹp mà. Anh thấy một cam hả? Em làm xấu nhưng mà em cố tình muốn làm đẹp cho anh. Cái mặt này anh để đến cuối chương trình luôn á. Thì để luôn, đẹp mà. Anh Thành, đang làm gì cho anh vậy? Cái mặt tôi giống mẹ cám chưa? Hết phấn rồi. Quá trang em Halloween rồi anh ơi. Buka, để tình đồng đội em ơi. Ê, em ơi Buka ơi, anh cũng làm việc với em nhiều số mà. Anh chỉ điện em được rất đẹp rồi nè. Hết chưa? Hết chưa? Bây giờ chúng ta anh, sẽ cùng đợi tới lại fashion show. Anh dễ thương. Ok, hey. Show thời trang thủ đô. Xin mời. Let me take a selfie. Đẹp quá. Đẹp dễ thương. Với số lượng son phấn trên mặt, chú thiết nghĩ là con cũng đã thuộc về đội của chú rồi đúng không con gái? Con ơi. Chú với chú Trấn Thành đã hy sinh bản thân mình chỉ để con về đội của hai, cho hai chú thôi đó. Ở đâu, tại vì chú với chú Trấn Thành đoán sai rồi, không có hiểu gì về con hết. Bây giờ cái con bé nó chỉ làm một động tác nhẹ là tôi hiểu tình cảm nó dành cho tôi rồi. Về coi gương đi. Anh còn đẹp á. Đẹp. Có vẻ anh như là thần long giáo chủ thiên địa hội vậy. Trời ơi trời. Trời đất ơi. Đẹp mà đúng không con? Đẹp đúng không? Thần long giáo chủ thiên địa hội nè. Con thấy đó. Chú Huy với lại cô Buka cũng đã nhiệt tình make up. Con thấy có đẹp không? Con hỏi, chú hỏi con nè. Con về cho đội chú á là cô Harry Won sẽ chỉ con make up kiểu Hàn Quốc. Con biết make up kiểu Hàn Quốc chưa? Chưa biết make up. Con biết rồi. Em không hỏi, biết em không hỏi. Con gái nè, con muốn về đội của ai nè? Và quyết định của con là... Chú Ngô Quỳnh Huy. Chú Huy. Khoan. Từ cái chỗ khoan. Mà không là em đã biết. Khoan, nhưng mà cái tâm lý gì, tại sao nó nhìn về đội tụi tôi? Đúng rồi, mà miệng nói Ngô Kiến Huy. Nó như một cái sự dặn mà. Con chọn Ngô Kiến Huy rồi chú. Rồi chú làm gì con? Thôi bây
kia bên trọn, bên trọn đi. Con ơi, con nhìn vào cái máy đó nha con. Bây giờ con nói là con tên là, con tên là gì? Con tên là Phạm Nguyễn Hà Vi. Hai bình chọn cho con. Yeah.